9 người đã bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hầm mỏ tại Nga. Lực lượng cứu nạn địa phương đã vừa phát giác ra 9 thi thể của các nhân viên xây dựng sau khi hỏa hoạn bất ngờ xảy ra bên trong một khu hầm mỏ do công ty sản xuất hóa chất Uralkali điều hành tại mạng Đông Bắc của Nga vào ngày Chủ nhật 23 tháng 12. Truyền thông địa phương dẫn lời một nguồn tin chính phủ cho hay, tất cả các nạn nhân đều đã bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi đám cháy bao trùm lên mỏ quặng ở thành phố Solikam. Nơi này tọa lạc cách thủ đô Moscow khoảng 930 dặm. Tính đến nay, giới chức trách vẫn đang gặp khó khăn trong việc dập tắt ngọn lửa này. Do có nhiều người bị tình nghi là vẫn còn mắc kẹt ở độ sâu 360 mét dưới lòng đất, nên số người thương vong có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới đây.